Hương đâm các bạn nhé. À, lái nổ chạy luôn các bạn này. Dây diều 20 mét đây. Lại đã đắp cái hình ông địa hả? Giờ Hưng các bạn nhá. Nhưng mà à, ông địa đi lại răng lại súng hết mẹ ơi. Con súng hết rồi. Đứng lại. Mình chào các bạn nhá. Hôm nay ra biển hóng thi gió các bạn nhá. Và hôm nay thì Gia Hưng con này, Bảo Khánh con các bạn này, tự bóng rồi các bạn nhá. Bây giờ đâm cho Hưng cho Bảo Khánh các bạn nhá. Vâng, Gia Hưng nào. Mình nhà. Mình nhà đây cha hôm bữa. À hôm bữa đây cha hôm bữa hả? Đây ngoài biển hơi mờ các bạn. Rồi, ok. Rồi. Hớt luôn đi Hưng ơi, hớt luôn đi. Dây cũng không tiện hả? À, bây giờ mình đâm ra Hưng các bạn nhé. Xong chưa? Ok, lên nào. Lên nào. Lách. Ở đây họ đang chiếu rồng các bạn nhé. Giờ Bảo Khánh lên cao các bạn nhé. Các bạn này. Đây các bạn này. Dòng lại các bạn xem. Còng vấm rồi các bạn ạ. Còn diều Gia Hưng Bảo Khánh đang chỉnh các bạn nhé. Hôm nay biển khá là rộng bãi các bạn ạ. Bãi rộng luôn, thoải mái chơi diều các bạn nhé. Ngày trước là nước biển phải lên đến chỗ đây luôn các bạn. Mà này nó rộng mãi xuống xí kia luôn. Diều của Hưng lại vừa xuống hả? Này, giờ Hưng đâm các bạn nhé. Rồi. Lên cao luôn rồi các bạn ơi. Nha, chói mặt trời lắm các bạn nhá. Diều của Bảo Khánh cũng lên, Sa Hưng cũng lên cao các bạn. Kéo căng không? Căng, hết dây rồi. Hết dây rồi nha các bạn nhá. Đây. Điều có Gia Hưng các bạn nhé, lên cao lắm rồi. Rút lên xuống, cầm này. Đây. Đây các bạn xem nhé. Đó. Hơi chói mặt trời hơi ấy thế này. Căng lắm các bạn nhé, lên gió này là căng rồi. Điều này chơi chơi tốt lắm các bạn nhé. Gió này là chơi khá tốt luôn đấy. Đấy, đây là một con môi trần các bạn nhé. Môi trần. Bạn thấy chưa không? Đấy, lái vào là 20 mét các bạn nhé. Con môi trần khiếp. Không kệ đấy nữa thôi. Mở ra. Không phải chi đâu, cứ cầm nó đi. Mở ra, mở ra cầm đi. À. Ở đây mù trời các bạn nhé, nên là quay nó không được sáng. Thôi để rước được rồi, tí nó về mở. Nó cầm đó. Giờ Hưng đang cầm diều ngoài kia các bạn nhé. Mặt cua. Để bố chỉnh sửa cho các bạn cái đấy nha. Đấy. Lắc quá. Thằng đi kéo xuống chỗ chỉnh lại cho nào. Cháu cầm này nhá. Để mình chỉnh lại cho cái diều cho các bạn nhỏ đấy các bạn nhá. Cháu đứng này, đứng này, đứng yên đó thôi. Xuống này. Đấy, con diều đang lên, đang lắc các bạn này. Đó, lắc đấy. Các bạn thấy chưa? Và bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó không lắc nữa các bạn nhá. Lèo các bạn nó buộc chết luôn các bạn nhá. Này, lèo mà các bạn nó buộc chết luôn này. Sáu thì các bạn nó buộc lùi về sau các bạn nhé. Bây giờ là phải chỉnh sáu về phía trước một chút các bạn. Rồi, mình vừa chỉnh lèo lại cho bạn xong nhé. Bạn này bạn Quân hả? Rồi, bây giờ đâm các bạn nhé.
Dây diều đang bị vướng chút các bạn nhé. Từ từ. Rồi, ok. Đây, xong rồi các bạn nhé. À, bây giờ bạn Quân đâm các bạn. À, lên luôn. Đấy, lên cao một chút các bạn nhé. Vẫn hơi lắc vì cái lèo của nó đã giữ chắc nên là mình không chỉnh được cái lèo các bạn nhé. Người biển này không có cái gì để mà sửa cả. Phải khai cái luôn. Có cái gì. Diều đã rút hết xuống rồi các bạn nhé. Để đây này, mà bây giờ là đi tắm các bạn nhé. Đấy, con kia thì đang lên cao ấy. Ông địa. Lại đã đắp cái hình ông địa hả? À, ông địa nhưng mà phải thắng rồi. Giờ hứng các bạn nhá. Nhưng mà ông địa đi lại răng lại súng hết mẹ em ơi. Ông súng hết rồi. Đứng đây lại cũng bám rồi. Rồi tôi nghĩ mấy cục đính vàng quá đó. À. Ê, đeo vòng vào. Thưng cảm giác thế nào? Cũng nặng người ấy. Nặng quá hả? Nặng quá. Nên chân được à? Ông địa đó, ông địa đâm phát đất này.